Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự tối nay có những thông tin chính sau đây. Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với công an thành phố tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng. Nâng cao công tác quản lý vận hành có hiệu quả các đơn vị khai thác công trình thủy lợi cùng với sự ủng hộ của người dân chung tay bảo vệ nguồn nước ngọt cho thành phố. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì khai mạc hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước thềm Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị này, Trung ương tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 13. Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, thông qua báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13, thông qua dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 13, cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2016-2020. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở ngành địa phương. Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng gồm nhiều nội dung quan trọng như phối hợp trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Phối hợp thẩm định, đánh giá, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an ninh kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, cư trú, tạm trú, xuất nhập cảnh, quản lý lao động, bảo vệ môi trường. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận sự cố gắng của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Công an thành phố đã xây dựng quy chế phối hợp và tổ chức ký kết nhằm đưa khu kinh tế, khu công nghiệp vào hoạt động bài bản theo đúng các quy định của nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư thuận lợi trong khu kinh tế, khu công nghiệp, đem lại niềm tin và sự hài lòng của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại về an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, khu kinh tế còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Công an thành phố cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung và phân công cụ thể cơ quan đầu mối phối hợp, đề ra các chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể để tạo chuyển biến ngay trong công tác phối hợp, tránh triển khai một cách hình thức nội dung đã ký kết. Sau một năm triển khai, phải lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp để có đánh giá cụ thể về hiệu quả trong quá trình phối hợp. Đồng thời, các cơ quan đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với địa phương có liên quan, rà soát, xác định vấn đề cần được tập trung xử lý, tăng cường về an ninh trật tự, quản lý tốt người nước ngoài trên địa bàn, tham mưu, đề xuất Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, nhà ở công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng Hải Phòng năm 2021. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tới dự và chỉ đạo hội nghị. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân trao huân chương lao động hạng nhất cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018. Cá nhân ông Lê Văn Cường, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng, được tặng huân chương lao động hạng 3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố và một số nghiệp vụ ngân hàng trung ương theo ủy quyền,
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng đã luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, ngành ngân hàng và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức thực hiện điều hành chính sách tiền tệ, linh hoạt, ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá có điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thị trường, mở rộng tín dụng hợp lý cho sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tính đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố đạt gần 329.000 tỷ đồng, tăng 13,4%. Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đạt hơn 135.500 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân chúc mừng và đánh giá cao những kết quả ngành ngân hàng thành phố đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc cung ứng nguồn vốn cho sự phát triển của nền kinh tế, cùng thành phố thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ của ngành và thành phố Hải Phòng năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiền tệ, chủ động nắm bắt hoạt động, tiếp tục triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19, mở rộng đầu tư tín dụng, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên, nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tích cực triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến qua ngân hàng, bảo đảm an ninh, an toàn tiền tệ. Trước mắt, bảo đảm số lượng, cơ cấu, mệnh giá tiền mặt để phục vụ nhu cầu thanh toán tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Có 2 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Có 8 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ người dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Đó là những chỉ tiêu kế hoạch được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Năm 2020, dù ngành nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Giá trị sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng 1,93%, giá trị sản xuất thủy sản liên tục tăng cao, đạt 6,7%, năng suất lúa đạt 64,2 tạ trên 1 hectare, tăng 0,56 tạ trên 1 hectare so với năm 2019. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được khống chế. Tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo IUU đã có chuyển biến rõ rệt. 100% số xã được công nhận xã nông thôn mới, 1 huyện được công nhận huyện nông thôn mới, 4 huyện cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới, bước đầu triển khai xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận và biểu dương ngành nông nghiệp năm qua đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tập trung vào các nhiệm vụ chính như tham mưu cho thành phố ban hành tiếp một số cơ chế, chính sách về nông nghiệp, tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu để giữa năm nay tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tất cả các mặt, từ đó triển khai thực hiện việc xây dựng đối với các xã trong những năm tiếp theo, để tiến tới mục tiêu nông thôn tiệm cận dần các tiêu chí của đô thị, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, rà soát lại các dự án, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng người, đúng việc, tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã biểu dương khen thưởng 47 tập thể, 111 cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp thành phố. Chiều nay tại Hải Đăng Plaza diễn ra chương trình Hội tụ Nữ Doanh nhân Việt Nam năm 2021. Tới dự có các đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là lần thứ tư chương trình do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân trên cả nước. Với chủ đề Nữ doanh nhân và việc tử tế, chương trình nhằm tôn vinh những cống hiến đóng góp của các nữ doanh nhân với cộng đồng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định, thành công và đóng góp của nữ doanh nhân trong việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước là không thể phủ nhận. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong năm nay, nhưng các nữ doanh nhân luôn sẵn sàng chung tay chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với người dân. Những việc làm tử tế đó đang lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thắp sáng niềm tin về lòng nhân ái, về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chương trình đã tạo môi trường cởi mở, giúp các nữ doanh nhân giao lưu học hỏi các mô hình hay, những kinh nghiệm quý.
Trong phần giao lưu, sau khi thông tin những thành tích nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, đội ngũ nữ doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước. Tại Hải Phòng, lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận và trân trọng đội ngũ nữ doanh nhân khi có nhiều hoạt động ý nghĩa chung tay vì cộng đồng. Tại chương trình, ban tổ chức đã vinh danh 28 nữ doanh nhân ấn tượng năm 2020 và tổ chức cuộc thi Nữ doanh nhân tài năng. Năm 2020, mặc dù nguồn nước thô ngày càng ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhưng Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng vẫn duy trì và bảo đảm cấp nước an toàn, đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu của hơn 331.000 khách hàng, tương đương 1,5 triệu dân với đa dạng mục đích sử dụng, góp phần hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Năm 2020 cũng là năm đặc biệt đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng khi vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lần thứ hai do nhà nước trao tặng, đúng dịp kỷ niệm 115 năm ngành cấp nước Hải Phòng. Cũng trong năm qua, các hạng mục cuối cùng của dự án đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Hải Phòng giai đoạn 2 bằng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB được hoàn thành. Trong đó bao gồm việc nâng công suất thiết kế của nhà máy nước An Dương lên 200.000 m3 một ngày, xây dựng mới nhà máy nước Ngũ Lão tại huyện Thủy Nguyên với công suất thiết kế 25.000 m3 một ngày. Các nhà máy hoàn thành đã nâng cao năng lực cấp nước và đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị của thành phố. Công ty cũng chú trọng tăng cường quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật mới vào quản lý kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đưa sản lượng nước thương phẩm năm 2020 đạt 72 triệu m3, doanh thu đạt hơn 878 tỷ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, công ty đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch cho thành phố. Năm 2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ. Theo đó, dự kiến sản lượng nước sản xuất là 83,8 triệu mét khối, phát triển thêm hơn 10.400 khách hàng, nâng tổng số lên 342.000 khách hàng dùng nước, đạt tỷ lệ thất thoát nước toàn công ty dưới 11,8%. Trước mắt, thời điểm này, công ty tập trung thực hiện kế hoạch phục vụ cấp nước Tết Nguyên đán Tân Sửu, bảo đảm chất lượng phục vụ, đem lại sự hài lòng cho khách hàng và nhân dân thành phố trong dịp Tết đến xuân về. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức đối thoại vận động thuyết phục giải quyết kiến nghị của 27 hộ gia đình cá nhân có đất đai tài sản thuộc chỉ giới thu hồi chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm có tổng diện tích đất thu hồi hơn 306 hectare của 15 tổ chức và 2.778 hộ dân, trong đó có 1.290 hộ có đất ở và đất làm nhà ở. Đến nay, huyện Thủy Nguyên đã tiến hành kiểm kê 1.250 hộ, phê duyệt phương án bồi thường đối với 1.010 hộ, trong đó có 554 hộ đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường, có 547 hộ đã nhận đất tái định cư và 393 hộ đã phá dỡ bàn giao mặt bằng. Diện tích giải phóng mặt bằng thực tế đã thi công khoảng 257 hectare, trong đó Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định bàn giao đợt 1 cho chủ đầu tư thực hiện dự án là 220 hectare. Tại cuộc đối thoại sáng nay, một số hộ dân đề nghị được xét duyệt giao đất tái định cư đối với hộ phụ, xem xét đơn giá bồi thường hỗ trợ đất đai, bổ sung vật kiến trúc, cây cối, hoa màu. Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên cùng các ngành đơn vị chức năng của huyện đã trực tiếp trả lời các ý kiến kiến nghị của người dân, bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trên cơ sở các chính sách bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của huyện Thủy Nguyên, rất cần sự ủng hộ trách nhiệm của người dân, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ của dự án đã đề ra. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo chuyên đề Bạch Đằng Giang, di tích lịch sử quốc gia, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử đặc biệt của quần thể di tích, tri ân các bậc tiền liệt, anh hùng dân tộc hy sinh trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử vì nền độc lập tự chủ của đất nước. Nằm cách trung tâm thành phố hơn 20 km về phía đông bắc, quần thể di tích Bạch Đằng Giang nhiều năm trở lại đây trở thành điểm đến tham quan chiêm bái của đông đảo du khách thập phương. Đây là quần thể kiến trúc tâm linh mang giá trị lịch sử, văn hóa, gắn liền với những trận thủy chiến trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, với những chiến công oanh liệt của Đức Vương Ngô Quyền, vua Lê Đại Hành, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Các chiến thắng trên dòng sông Bạch Đằng đều là những dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, mở ra một thời kỳ hòa bình lâu dài, phát triển thịnh vượng của đất nước. Bởi vậy, gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của quần thể di tích Bạch Đằng Giang là trách nhiệm của các thế hệ nhân dân Hải Phòng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nhận thức rõ trách nhiệm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo không lâu sau khi thành phố đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia, di tích Bạch Đằng Giang. Chúng ta tôn trọng văn hóa, chúng ta phát huy giá trị truyền thống, chúng ta sẽ mang lại cái lợi ích to lớn cho công cuộc phát triển. Học sinh là tương lai, nhưng trước mắt học sinh là một cái nguồn lực cực kỳ to lớn. Mà việc giáo dục từ nhỏ các cháu, những cái giá trị truyền thống, nó sẽ là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để hình thành tính cách con người bên cạnh cái sự là tiếp thu những tri thức. Vì thế mà tôi cho là cái triển khai sớm của ngành giáo dục là kịp thời. Nó là một sự phát huy một cách tích cực nhất, chủ động nhất và bền vững nhất của cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới. Tại hội thảo, nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam trao đổi với cán bộ quản lý và các giáo viên lịch sử tại các cơ sở giáo dục của Hải Phòng để mọi người hiểu sâu và kỹ hơn về các giá trị văn hóa lịch sử của quần thể di tích. Việc quần thể di tích Bạch Đằng Giang được công nhận là di tích quốc gia sẽ ngày càng lan tỏa các giá trị lịch sử quý báu gắn với vùng đất linh thiêng nơi cửa sông Bạch Đằng với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Trong thời gian tới đây, thì chúng tôi sẽ phối kết hợp chặt chẽ với các nhà sử học, hướng dẫn trước hết là cho đội ngũ, các thầy cô giáo dạy sử học hiểu sâu, hiểu kỹ về khu Bạch Đằng Giang. Tiếp tới, chúng tôi sẽ xây dựng các kế hoạch để giúp cho các em học sinh có điều kiện học tập trải nghiệm về truyền thống yêu nước, về khu di tích Bạch Đằng Giang. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ phối hợp với các vụ cục của Bộ Giáo dục Đào tạo và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước để mà có cái giao lưu học hỏi, tìm hiểu về một địa danh có thể nói hết sức nổi tiếng. Hội thảo diễn ra tại chính khuôn viên di tích lịch sử quốc gia, di tích Bạch Đằng Giang là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi gắn với những chiến công oanh liệt của cha ông, nên càng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lịch sử, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ngay sau hội thảo này, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử như số hóa các địa danh di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phát động các cuộc thi tìm hiểu di tích lịch sử. Để nơi đây thực sự trở thành địa chỉ có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí khát vọng xây dựng thành phố, đất nước hùng cường, thịnh vượng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Sáng nay tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố, Hội khuyến học thành phố tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ký kết giao ước thi đua khối quận huyện. Trong năm 2020, Hội khuyến học thành phố có sự phát triển mạnh, đến nay 100% xã phường thị trấn có tổ chức hội. Hoạt động các cấp hội cơ sở phong phú đa dạng, nhiều mô hình mới cách làm hay, thu hút hội viên, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh. Trong năm, các cấp hội đã vận động xây dựng quỹ khuyến học với số tiền ước trên 40 tỷ đồng, tạo kinh phí để tặng thưởng học sinh nghèo vượt khó, học sinh giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Cũng trong năm qua, Hội khuyến học đã tiếp tục thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình dòng họ, cộng đồng. Đặc biệt trong năm 2020, Hội khuyến học vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Năm 2021, Hội khuyến học đề ra 9 nội dung cơ bản, chú trọng việc nâng cao tỷ lệ hội viên, triển khai thí điểm mô hình công dân học tập, tiếp tục xây dựng các mô hình khuyến học khuyến tài. Thưa quý vị, nước là yếu tố vô cùng quan trọng, quyết định đến sự sống của toàn bộ sinh vật trên trái đất. Ngày nay với tốc độ phát triển của con người, nguồn nước sạch ngày càng trở nên khan hiếm. Việc thiếu hụt nguồn nước ngọt sẽ dẫn đến thiếu nguồn nước thô cung cấp phục vụ sản xuất nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sản xuất kinh doanh và hoạt động nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Là một thành phố công nghiệp, nguy cơ ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất rất lớn. Vì vậy Hải Phòng đã và đang nỗ lực kiểm soát nguồn ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước ngọt tại một số sông, kênh thủy nông quan trọng của thành phố. Theo tinh thần nghị quyết số 23 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về mục tiêu nhiệm vụ giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Dế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi An Hải được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và vận hành 35 km trong số 64 km của hệ thống thủy lợi liên tỉnh Hải Dương Hải Phòng, bắt nguồn từ cống Bàng Lai và cống Quảng Đạt, lấy nước từ sông Rạng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và kết thúc tại cống Kè Tắt, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Để bảo vệ nguồn nước, công ty đã thành lập đội kiểm tra và bảo vệ công trình
gồm 12 thành viên thực hiện chuyên trách quản lý, bảo vệ công trình, nguồn nước, phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp xả thải vi phạm luật thủy lợi. Hàng ngày, các cán bộ kỹ thuật, tổ bảo dưỡng chia ca đi kiểm tra các công trình trong hệ thống, chống tình trạng lấn chiếm. Trực tiếp dưới sông có tổ bảo dưỡng kênh trục sẽ dọn cỏ, vớt bèo, dọn rác, bảo vệ nguồn nước. Thực hiện nghị quyết 23 của Hội đồng nhân dân thành phố và kế hoạch 1095 của Ủy ban nhân dân thành phố, chúng tôi đã giải tỏa toàn bộ cái điểm ách tắc của chợ An Đồng. Ngoài ra thì cái dự án bảo vệ nguồn nước thô sông Dế thì đến năm 2020 chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ phần kè và hàng rào bảo vệ. Ở các cái kênh trục thì chúng tôi cũng đã cứng hóa và đẩy các cái nguồn nước thải và trực tiếp vào sông Dế để chuyển hướng để tiêu ra sông Thạch Chay và sông Cấm. Và nhất là đây là cái tuyến kênh Nhũ Kiều và chúng tôi vừa mới hoàn thành trong năm 2020 với chiều dài trên 1 km để bổ sung nguồn nước ngọt vào sông Dế để đảm bảo được cái nước ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như là nước thô phục vụ cho dân sinh thành phố. Kênh Ngọc Khê dài 1.100 m tiếp nguồn chính cho hệ thống kênh Hòn Ngọc do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên quản lý. Để nâng cao khả năng phục vụ của công trình và chủ động trong điều hành nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và phòng chống ô nhiễm nguồn nước, công ty đã đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, nạo vét một số tuyến kênh trục chính nhằm nâng cao khả năng truyền tải nước của các công trình. Năm 2018, công ty đã làm toàn bộ hệ thống kè cho kênh Ngọc Khê với số tiền 25 tỷ đồng. Về cái bảo vệ nguồn nước theo cái nghị quyết ấy, 23 ấy, thì công ty đã tổ chức cắm mốc được hệ thống kênh Hòn Ngọc với tổng chiều dài là 28,4 km. Là 495 mốc để làm tốt hơn trong cái công tác bảo vệ nguồn nước thì công ty đã phối hợp với địa phương các xã là tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân và các tổ chức xã hội nhận thức được cái tầm quan trọng của nguồn nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như dân sinh kinh tế trên địa bàn. Để bảo vệ nguồn nước, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác động của ô nhiễm nguồn nước đến môi trường cũng như sức khỏe người dân thì hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch quan trắc chất lượng nguồn nước ngọt tại các vị trí cụ thể. Kết quả quan trắc qua từng năm cho thấy, việc duy trì chất lượng nguồn nước đang được thực hiện khá tốt. Đó là minh chứng của việc đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua sự quản lý, vận hành hiệu quả của các công ty khai thác công trình thủy lợi, sự đồng thuận của người dân và sự chung tay của toàn xã hội. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Sau thời gian tích cực khẩn trương thi công, đến nay công trình dự án cải tạo sân vận động Máy Tơ thành công viên cây xanh đã cơ bản hoàn thành. Quận Hồng Bàng ra quân triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự đường hè, an toàn giao thông, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021. Dự án cải tạo sân vận động Máy Tơ thành công viên cây xanh do quận Ngô Quyền làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 23 tháng 10 năm trước, với mục tiêu hoàn thành trong 100 ngày để phục vụ nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán. Sau thời gian tích cực khẩn trương thi công, đến nay thì công trình đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang thực hiện những vật việc cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khánh thành. Với mục tiêu đó, ngay sau lễ khởi công, nhà thầu triển khai thi công với không khí hết sức khẩn trương, với 3 ca làm việc không kể ngày đêm. Cùng với đó, lãnh đạo quận luôn bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu, tháo gỡ kịp thời tất cả các khó khăn vướng mắc của nhà thầu để việc thi công đảm bảo tiến độ. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà thầu trong quá trình thi công dự án. Đáng chú ý, công trình luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ của người dân. Chúng tôi có thường xuyên là ra thăm và giám sát thì thấy rằng cái việc coi như là làm này tiến độ là rất là nhanh và rất là cơ bản, làm đồng bộ và đảm bảo được vấn đề trật tự an toàn xã hội cũng như là vệ sinh môi trường. Cả một đời chúng tôi rất mong, bởi vì là cái chỗ vui chơi của các cháu và cho cái người tập thể dục ở đây hiện giờ là chưa có, mà làm được cái chỗ này là chúng tôi thấy rằng rất hợp lòng dân. Chỉnh trang đẹp hẳn cái khu phố Nguyễn Trãi và Lê Lợi, Lê Lai và Máy Tơ là những đường phố tự dưng các nó khang trang hẳn lên và nhân dân rất là phấn khởi. Khi có cái kế hoạch xây dựng của thành phố thành cái công viên cây xanh và lắp một số các cái thiết bị thể thao để phục vụ cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng để mà đi rèn luyện sức khỏe ở khu vực này thì nhân dân rất là phấn khởi và thấy nó rất là phù hợp.
đây là một cái công trình mà thiết thực chào mừng Đại hội Đảng và động viên nhân dân trong cái dịp xuân về Tết đến của xuân Tân Sửu sắp tới, thì chúng tôi là những người dân rất là phấn khởi. Dự án cải tạo chỉnh trang khu vực sân vận động Máy Tơ thành công viên cây xanh có tổng diện tích nghiên cứu gần 3,85 ha, diện tích quy hoạch công viên gần 2,1 ha với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Theo thiết kế, công viên cây xanh có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn cho cảnh quan kiến trúc khu vực, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Cùng với cầu Nguyễn Trãi khi hoàn thành sẽ tạo nên tổng thể không gian xanh, sạch đẹp, văn minh hiện đại, phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực đô thị lõi và khu vực mới Bắc Sông Cấm, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị loại 1 cấp quốc gia vào năm 2025 theo tinh thần nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Để bảo đảm an toàn cho người dân vui Tết đón xuân, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bình ổn giá thị trường Tết tại bệnh viện đa khoa quận và một số siêu thị trên địa bàn. Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền mỗi ngày đón tiếp từ 400 đến 500 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và người nhà, bệnh viện bố trí đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang trước khi vào các khu khám chữa bệnh. Nhờ đó đã sàng lọc ngay từ ban đầu khoảng 2% số bệnh nhân có các biểu hiện ho, sốt. Khu vực đón tiếp bệnh nhân được bố trí giãn cách và bổ sung thêm nhân viên, giúp bệnh nhân làm thủ tục nhanh chóng. Bệnh viện cũng đã triển khai tiêu chí cơ sở y tế an toàn phòng chống COVID-19. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm không để dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm chéo. Tại các siêu thị trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được các siêu thị chú trọng thực hiện. Các siêu thị chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, khuyến cáo phòng dịch, thông báo đeo khẩu trang ở vị trí dễ thấy. Tại các cửa ra vào, phần lớn khách hàng đến mua sắm đều tự giác đeo khẩu trang. Đối với một số trường hợp chưa đeo khẩu trang, nhân viên siêu thị nhắc nhở phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng. Để phòng chống Covid thì nước sát khuẩn sẽ đặt tại tất cả tầng 1, tầng 2 cái lối ra vào siêu thị. Cả cán bộ công nhân viên sử dụng khẩu trang, găng tay và những khu vực mà bắt buộc phải sử dụng. Đối với cả một số khách hàng khi mà đi vào trong siêu thị mà chưa có khẩu trang thì Bixi cũng sẽ hỗ trợ. Tết năm nay thì Bixi luôn có những cái bộ phận quản lý về chất lượng dịch vụ, chất lượng đầu vào của sản phẩm để đảm bảo rằng là 100% sản phẩm vào Bixi là được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi về kiểm tra là chủ yếu nhắc nhở cơ sở là không chủ quan với công tác phòng chống dịch. Còn đối với hàng hóa dịch vụ, nhắc nhở cơ sở là đảm bảo cái cung ứng hàng hóa nhân dịp ngày Tết để đảm bảo phục vụ nhân dân trên địa bàn quận cũng như nhân dân trên địa bàn thành phố. Và kế hoạch của Ủy ban quận và đoàn kiểm tra liên ngành của quận đã kiểm tra khoảng một tuần khoảng 2 ngày đi kiểm tra về bình ổn giá và các hàng giả, hàng nhái trên địa bàn quận. Về hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, đến thời điểm này, các siêu thị đã chuẩn bị sẵn sàng với khối lượng tăng 20% so với lượng hàng tiêu thụ năm ngoái. Hiện lượng hàng thực tế nhập kho đạt hơn 50%. Các siêu thị đều triển khai chương trình giảm giá kích cầu, cam kết hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn quận và thành phố. Với mong muốn chăm lo cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón Tết Nguyên đán đủ đầy, ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố phối hợp với Ban Bác ái miền Bắc và Ban Bác ái giáo xứ An Hải vừa tổ chức thăm tặng quà Tết cho cô và trò Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân Hải Phòng. Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân đang nuôi dưỡng chăm sóc 36 cháu, đều là trẻ mồ côi và đều có hát. Tất cả các cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường, hòa nhập cộng đồng. Tuy sức khỏe hạn chế, nhưng các cháu luôn nhận được sự chăm sóc nuôi dưỡng của cán bộ giáo viên mái ấm Thanh Xuân, được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV, giúp duy trì sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các cháu bị ảnh hưởng bởi HIVS đã được sống hòa đồng, phát triển tốt về thể chất lẫn tinh thần, được sinh hoạt vui chơi, học tập như những trẻ em bình thường cùng trang lứa. Tại đây, các cháu còn được trang bị các kỹ năng tự chăm sóc bản thân và kỹ năng sống. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố cùng với Ban Bác ái miền Bắc và Ban Bác ái giáo xứ An Hải tổ chức thăm và tặng quà Tết cho cô và trò nhà trường. Tổng số tiền gồm quà tặng trị giá trên 30 triệu đồng. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp các cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại mái ấm Thanh Xuân cảm nhận thêm được thật nhiều tình yêu thương khi Tết đến, xuân về.
Sáng nay, Trung tâm Y tế huyện An Dương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Ủy ban nhân dân xã Lê Thiện phối hợp tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tại buổi khám bệnh, 150 người thuộc diện gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã được đo kiểm tra huyết áp, nhịp tim, khám nội khoa tổng hợp, siêu âm tổng quát, điện tâm đồ và tư vấn sức khỏe miễn phí, chế độ dinh dưỡng hợp lý và cách phòng tránh một số bệnh thường gặp, phòng tránh đột quỵ và bảo vệ sức khỏe trong những ngày rét đậm rét hại. Từ đó giúp mọi người nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, nằm trong chuỗi các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân của địa phương, giúp các đối tượng chính sách, người có công và người nghèo trên địa bàn tiếp cận với dịch vụ y tế, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, đồng thời thể hiện sự tri ân của cộng đồng đến người có công với cách mạng, giáo dục và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc ta. Cũng nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã Lê Thiện tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 22 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Tập trung lực lượng, tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự đường hè, an toàn giao thông, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021 là mục tiêu mà Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng đặt ra trong đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông vào sáng nay. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng đã tổ chức lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021. Trong đó, lực lượng công an quận giữ vai trò chủ chốt. Thời gian thực hiện đợt cao điểm trong 1,5 tháng kể từ nay đến ngày 28 tháng 2, triển khai tại tất cả các tuyến đường trên địa bàn quận, nhất là các tuyến đường kiểu mẫu, các tuyến đường giải trung tâm thành phố. Đợt ra quân này nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi pháp luật trong việc bảo đảm giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè. Đối với đội giao thông là huy động 100% cán bộ chiến sĩ, huy động tối đa các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, tài chính hậu cần để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tội phạm mặt đường, đặc biệt nhất là công tác phòng ngừa với các hành vi vi phạm tổ chức đua xe lạng lách đánh võng trên địa bàn quận. Kiên quyết là trong trước, trong và sau Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự sẽ được giữ vững và ổn định. Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021 có sự tham gia của 7 tổ công tác với 40 cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận, cùng phối hợp với lực lượng công an và lực lượng đô thị phường. Không chỉ phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị. Công an quận Hồng Bàng còn tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Với những biện pháp cụ thể, công an quận Hồng Bàng sẽ cùng với lực lượng chức năng bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, góp phần để nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn. Tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Từ sáng ngày mai, 17 tháng 1, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên trong đêm nay và sáng mai, ở khu vực Đông Bắc có mưa và mưa nhỏ. Ngày mai và ngày 18 tháng 1, trời chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng và Lạng Sơn với nhiệt độ thấp nhất là từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực Hải Phòng đêm nay và sáng mai có mưa và mưa nhỏ. Ngày mai và ngày 18 tháng 1, trời chuyển rét đậm, rét hại. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ, trời chuyển rét đậm, rét hại, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm 80 đến 85%.
Phía Bắc thành phố nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, trời chuyển rét đậm rét hại, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Phía Nam thành phố nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, trời chuyển rét đậm rét hại, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, trời chuyển rét đậm rét hại, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 9, biển động mạnh,